Một cái điểm mạnh mẽ nhất hay là thời thượng nhất của LG G3 đó là cái màn hình độ phân giải cao, độ phân giải 2.5K. Thì LG G3 là một trong những điện thoại đầu tiên bán ra trên thế giới trang bị cái màn hình này. Tức là mình nghĩ là cái điện thoại đầu tiên trang bị cái màn hình này và bán trên toàn thế giới. Thì cái điểm đặc biệt của nó là cái màn hình này nó có độ phân giải rất là cao và nó cho hình ảnh rất là mịn, rất là đẹp. Tuy nhiên khi mà ứng dụng ở trên cái G3 này thì chúng ta có những cái phần mà đạt được lợi thế đó và chúng ta cũng có phần không đạt được lợi thế đó mà đôi lúc lại mang lại cái điểm yếu. Ví dụ các bạn xem hình ảnh hay là video ở trên cái G3 này thì các bạn thấy rất là tuyệt vời, bởi vì cái màn hình rất là mịn, rất là đẹp. Đặc biệt là các bạn load cái video 4K hay là 2K rưỡi hay là hình ảnh độ phân giải cao vào. Ví dụ các bạn thấy là mình để cái hình nền độ phân giải cao, cao hơn cái độ phân giải của màn hình này, và mình thấy hình ảnh rất là đẹp, mình rất là thích đó. Và khi các bạn nhìn đến những cái mảng màu hoặc là những cái icon mà do LG thiết kế cho cái G3 này thì rất là đẹp. Và còn tại sao mình nói là nó không tuyệt vời ở chỗ nào? Đó là một số cái icon không được thiết kế cho độ phân giải cao, tức là họ thiết kế cho những máy độ phân giải Full HD thôi. Nên mà khi mà để lên trên cái độ phân giải 2K rưỡi này thì các bạn sẽ cảm giác là ở cái mép của nó hơi nhòe nhòe, giống như là bị sai độ phân giải. Hoặc là những cái phông nó hiển thị ở trên màn hình thì các bạn thấy là xung quanh cái phông đó nó có một cái đường sắc nó hơi gắt, nhìn nó khó chịu. Thì cái đó là những cái mà tối ưu hóa về phần mềm, mình nghĩ rằng là sau này LG sẽ update để mà khắc phục những lỗi đó. Còn về cái màn hình 2K thì nó là một hình rất là đẹp. Về phần pin của LG G3 thì chúng ta có một cục pin 3000 mAh, và chúng ta có thể sử dụng nó một ngày một cách bình thường. Tức là mình sử dụng bình thường một ngày một thoải mái, và mình cứ tối sạc ngày sử dụng thì mình sử dụng được đến 7-8 giờ hoặc thậm chí là 9-10 giờ. Dĩ nhiên nếu mà bạn nào sử dụng với cái cường độ nhiều hơn thì có thể sẽ ít hơn. Thì trong cái bài đánh giá chi tiết về pin của G3 thì Mốt Vũ Hải 6 đã đánh giá G3 đạt cái mức từ 6 đến 7 điểm trên cái mức thang 10 điểm. G3 thể hiện quyết tâm rất là lớn của LG để mang lại cái trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, từ thiết kế hoàn thiện cho đến những cái tùy biến bên trong để giúp người dùng có một trải nghiệm tốt hơn. Thì họ đã nói là đó là learn from you, tức là họ học những cái gì của người dùng và áp dụng vào trong cái G3 này. Thì rõ ràng chúng ta thấy là có rất là nhiều điểm tích cực từ G3 này đó, để cho chúng ta có trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng có những cái điểm khác mà LG cần phải làm tốt hơn nữa để chúng ta có trải nghiệm tốt hơn. Một điểm mà mình muốn chia sẻ đó là gì? LG có điện thoại tốt nhưng lại truyền thông không tốt, hoặc là tạo một hình ảnh không tốt, đâm ra người dùng không có ấn tượng lắm với những điện thoại G2, G3, đâm ra giá rất là nhanh. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta mua những điện thoại, những người dùng mà thực sự muốn mua những điện thoại Android tốt thì mình nghĩ G3 hoặc G2 là những lựa chọn rất là tuyệt vời.